Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở Cúp Robot Việt lần thứ 2 năm 2019 do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức đã thu hút hơn 600 học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Những các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 9 thì đều có những cái sân chơi phù hợp với cái lứa tuổi của mình. Và các em có thể là với nhiều hình thức, có thể là lập trình, có thể là điều khiển các cái con robot để các em có thể thể hiện được cái sự sáng tạo của mình. Thì thông qua đó có thể là kích thích được cái tinh thần học tập và sáng tạo và đam mê về khoa học công nghệ, đặc biệt là cái công nghệ thông tin, để giúp cho các em định hình lên những cái kỹ năng để sau này có thể các em có thể là có những cái sự hướng nghiệp về trong cái quá trình học tập của mình. Các em học sinh thành phố Hồ Chí Minh thì có cái niềm đam mê sáng tạo trong cái việc và ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là những cái sáng tạo kỹ thuật trong cái bộ môn robot này vào trong cuộc sống, và qua đó giúp cho các em có được những cái sự trải nghiệm thích thú, bên cạnh đó gia tăng được những cái kỹ năng như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng tư duy, giúp cho các em không những phát triển thêm trong bộ môn robotics này và còn ứng dụng với lại các môn học khác. Sân trường Dòng Ông Tố, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế thành nhiều khu vực thi đấu tương ứng với cấp học và nội dung các thí sinh đăng ký gồm bản trấu sumo, bò cạp chích bóng, soccer, robot sáng tạo và lập trình. Trước đó, các thí sinh đã có buổi tập huấn để trang bị các kỹ năng thi đấu tại thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Những trận thi đấu của các thí sinh nhỏ tuổi đầy kịch tính và sôi nổi trong tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt của bạn bè thầy cô và các bạn phụ huynh. Đó là những trận đấu giữa những robot sumo, khi các bạn học sinh phải điều khiển robot của mình đẩy ngã hoặc đẩy robot của đối phương ra khỏi sân thi đấu, điều khiển robot của mình làm vỡ bóng của đội đối phương trong phần thi bò cạp chích bóng, hay hóa thân thành các cầu thủ robot. Có thể thấy qua các trận đấu, khả năng sáng tạo của các em khiến khán giả ai cũng ngạc nhiên, thán phục. Dạ, em rất thích hội thi hôm nay vì hội thi mang lại cho em nhiều kinh nghiệm trong ngành robot Việt. Em thích lập trình hay là điều khiển để cho con robot mình có thể giành được chiến thắng. Và robot này có thể giúp em liên kết với các bạn, có thể giao lưu với các bạn, giao tiếp với các bạn thông qua con robot. Học sinh bình thường ở trường học á, không có điều kiện để tham gia những cuộc thi robot. Cũng là không có cơ hội để đụng chạm đến robot, lắp ráp, lập trình robot. Thì cuộc thi này các bé được có nhiều cơ hội hơn để lắp ráp, lập trình robot. Thứ hai nữa là các bé được thi đấu với nhau thì nó tạo được nhiều kỹ năng, học được rất nhiều kỹ năng. Thứ ba nữa là giúp cho các bé học tốt hơn. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 9 giải nhất tại các bảng thi cùng nhiều giải thưởng cho các thí sinh với tổng giá trị giải thưởng hơn 50 triệu đồng. Cuộc thi phát huy khả năng sáng tạo, tạo sân chơi khoa học vui tươi và bổ ích cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp các em trao đổi, nâng cao kiến thức, ứng dụng phương pháp giáo dục STEM vào nhà trường, qua đó phát triển khả năng tư duy sáng tạo, hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu của các em học sinh.